Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết. Ngày 3 tháng 11, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn khởi tố thêm 5 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức đơn vị có liên quan. Một trong số 5 bị can bị khởi tố lần này, bị can Dương Tấn Trước có vai trò đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ ngân hàng SCB. Cụ thể, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Dương Tấn Trước từ tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại khoảng 4 Điều 206 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sang tội tham ô tài sản quy định tại khoản 4, điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015. Phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét đối với 3 bị can Nguyễn Thanh Tùng, Lê Văn Chánh, Đào Chí Kiên cùng về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại khoản 4, điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015. Phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Lê Thị Kiều Trang về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại khoảng 4 Điều 206 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trước đó, ngày 25 tháng 10 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can, nhưng các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu. Các đối tượng gồm bị can Sun Henry Kazian, thành viên hội đồng quản trị SCB, bị can Lam Ly Gióc, thành viên hội đồng quản trị SCB, bị can Nguyễn Lâm Anh Vũ, nguyên phó giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB, bị can Nguyễn Thị Thu Sương, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị SCB, bị can Đinh Văn Thành, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị SCB, bị can Kim Minh Dũng, nguyên phó tổng giám đốc SCB, bị can Trầm Thích Tồn, thành viên hội đồng quản trị scb